Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đến cuối tháng 4, lượng đường tồn kho tại các nhà máy và các công ty thương mại đang khá lớn. Tổng cộng ngành đường đang tồn kho 717.000 tấn. Đây là mức tồn kho kỷ lục từ trước đến nay trong lịch sử ngành mía đường Việt Nam. Hiện lượng tồn kho tại các nhà máy đường là hơn 674.000 tấn, tại các công ty thương mại là 43.000 tấn. Đông Nam Bộ là khu vực đang có lượng đường tồn kho lớn nhất với hơn 235.000 tấn. Tiếp đó là miền Trung với gần 222.000 tấn, miền Bắc 154.000 tấn và đồng bằng sông Cửu Long hơn 61.000 tấn. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tình hình tiêu thụ đường hiện đang rất chậm. Tháng 4, ngành mía đường tiêu thụ được gần 121.000 tấn. Trong khi đó, dù đã có 17 nhà máy kết thúc vụ ép 2016-2017, nhưng lượng đường sản xuất ra trong từng tháng vẫn đang cao hơn nhiều so với khả năng tiêu thụ. Đường tồn tăng mạnh do nhu cầu giảm nhiều sau Tết Nguyên đán, xuất khẩu vẫn bế tắc, gần như không xuất khẩu được sang Trung Quốc là do không cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại của Thái Lan. Đường lậu và đường gian lận thương mại hoạt động mạnh trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân gây tồn đọng sản lượng đường lớn như hiện nay.